Bạn đã từng mơ về một không gian sống xanh với những khoảnh khắc bình yên, thư thái. Một cuộc sống tiện nghi đẳng cấp nhưng vẫn hòa hợp với thiên nhiên. Giờ đây, giấc mơ ấy sẽ trở thành hiện thực và hiện hữu tại tổ hợp chung cư cao cấp Eco Dream. Eco Dream trao những giấc mơ xanh. Chọn Eco Dream, bạn là chủ sở hữu của một trong những nơi đáng sống nhất Hà Nội, với vị trí đắc địa trong khu đô thị Tây Nam Kim Giang, cách đường Nguyễn Xiển khoảng 300m, đối diện khu đô thị The Manor Central Park rộng lớn. Từ Eco Dream, bạn dễ dàng di chuyển đến quận trung tâm của thủ đô và các tỉnh lân cận trọng điểm bằng các trục đường lớn như đường Vành Đai 3, đường Nguyễn Trãi. Một lợi thế vượt trội hiếm có khác của Eco Dream chính là vị trí đối diện công viên trung tâm Chu Văn An rộng lớn đến 100 hectare, bao gồm các hồ điều hòa, thảm cây xanh rộng lớn. Thiên nhiên sẽ kéo bạn trở về Eco Dream sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, bỏ lại sau lưng tất cả những lo toan bộn bề để hít thở không khí trong lành và hưởng thụ cuộc sống thanh bình, hạnh phúc. Eco Dream và Eco Green City là dự án cùng chủ đầu tư nên cư dân Eco Dream được hưởng trọn vẹn các tiện ích của dự án Eco Green City. Chỉ mất khoảng 3 phút đi bộ là đến quảng trường trung tâm rộng lớn hơn 13.000m2 để vui chơi, mua sắm tại trung tâm thương mại, siêu thị, đi bơi, đi học hoặc tập thể thao. Đồng thời, ngay trong khuôn viên Eco Dream, cư dân cũng được hưởng đầy đủ các tiện ích cuộc sống hiện đại. Khu vườn độc đáo trên mái xanh mướt, phòng sinh hoạt cộng đồng tọa lạc trên tầng thượng, các tầng hầm để xe, siêu thị, bể bơi, shop house, đường tản bộ xung quanh tòa nhà. Cuộc sống thật tuyệt vời khi mỗi sáng thức dậy, bạn được đón bình minh thu trọn vào tầm mắt công viên Chu Văn An xanh mướt từ khu vườn trên mái Eco Dream, hay cuối tuần yên tĩnh đọc sách, nghe tiếng trẻ nhỏ vui đùa. Với tòa nhà cao 27 tầng gồm 2 đơn nguyên CT1 và CT2 cùng hệ thống căn hộ được thiết kế khoa học với loggia và cửa sổ rộng lớn, diện tích căn hộ linh hoạt từ 59 đến 115m2. Tất cả các phòng trong căn hộ đều được đón nắng, đón gió tự nhiên. Đồng thời, chủ đầu tư Eco Dream rất chú trọng đến không gian sinh hoạt chung của căn hộ, nên phòng khách và bếp được bố trí khoa học. Với tiêu chí đẳng cấp, sang trọng, mọi sản phẩm nội ngoại thất sử dụng tại Eco Dream đều được cân nhắc lựa chọn từ các thương hiệu uy tín trên thế giới. Để đảm bảo giá trị xanh trong từng tiện nghi căn hộ, công trình Eco Dream được đầu tư công nghệ tiên tiến hiện đại nhất, nhưng vẫn luôn đảm bảo thân thiện với môi trường. Eco Dream đã sẵn sàng cùng bạn hiện thực hóa những giấc mơ xanh, cho bạn cùng người thân trải nghiệm cuộc sống thiên nhiên. Eco Dream trao những giấc mơ xanh.